chào mừng các bạn đến với Việt Nhạc Center nha. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục một cái micro đến từ thương hiệu Samsung. Cái thương hiệu này là mình thấy các bạn mua tai nghe cái thương hiệu này khá là nhiều đó. Đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái micro của nó. C01U Pro. Các bạn thấy cái chữ R là bạn biết cái hàng sản phẩm cao cấp này. Thì giá cả nó cũng phải chăng thôi các bạn. Thì hàng này là micro phòng thu mà nên là nó rất là thích hợp cho mấy cái bạn mà like ca hát idol rồi đó, like ca hát đó. Hay là mình có thể mình mua mình ca hát ở nhà, mình mua tải phần mềm mình chỉnh, mình làm phòng thu nhỏ mini ở nhà mình chơi cũng được. Đây nguyên hộp nó sẽ có. Đối với mấy cái sản phẩm bên mình các bạn mua trong cái hộp nó sao mình sẽ để như vậy luôn. Này, nó có một cái cuốn sách của cái hàng C01 Uber Pro nha các bạn. Đó, trong đây thì nó có để chi tiết hình ảnh cho các bạn luôn, hướng dẫn sử dụng cụ thể. Đó. Trong cái hộp này nó sẽ có cái micro rồi một cái cọng dây ghim và micro. Còn cái này là cái chân của nó. Nó sẽ cho các bạn một cái chân ba chấu để các bạn để lên cái bàn các bạn hát. Rồi, một con ốc dạng xoay cua. Đây, con ốc nó như thế này. Cái con ốc này nó sẽ dành cho khi mà bạn không có dùng cái chân ba chấu này, các bạn mua cái chân đứng mà để giống như mình đang nói như thế này nè. Đó, những cái chỗ bắt ốc của nó nhỏ hơn thì các bạn bắt nó bự hơn, các bạn bắt con ốc này vô cho nó vừa để các bạn bắt vô nó giữ được cái đó. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái micro này cho các bạn xem. Thì ở cái micro này nó đặc biệt như thế nào? Đối với tất cả cái micro mà bên mình làm á thì này, tất cả micro bên mình mà khi mình làm clip các bạn thấy trên cái micro lúc nào nó cũng có thương hiệu. Đó, Samsung này. Rồi C01 Uber Pro nó đều để trên cái micro hết nha các bạn. Hàng này nó đặc biệt cái gì? Thì những cái micro mình làm rồi các bạn thấy ở trên cái micro của nó thường cái đầu mà ghim vào đây á, nó sẽ là đầu ba chấu. Nhưng mà cái hàng micro này cái đầu ghim của nó là cái đầu ghim mấy anh MIDI á bạn. Của nó là đầu MIDI. Nó như thế này nè. Cái đầu mà các bạn hay trong mấy cái máy in đó, đó nó như thế này nè. Còn cái đầu này là đầu USB đó. Thì cái hàng micro này nó sẽ thích hợp cho các bạn làm phòng thu á, các bạn ca hát ở nhà hơn là mình đi trình diễn ngoài sân khấu, vì cái đầu này của nó là đầu MIDI. Cái dây của nó đó, nó có nhiều cái dụng mà các bạn mà muốn hát live ở ngoài trời cũng được. Các bạn có thể đi, mình cũng có bán cái dây này mà nó dài hơn 3m, 5m đó. Đó thì cái đầu nó như thế này. Rồi, trên cái micro này nó đặc biệt thêm một cái nữa là các bạn có thể ghim cái tai nghe nhưng mà nó dành cho cái jack 3.5 thôi. Đó. Này các bạn thấy nè, nó đặt cái headphone nè. Các bạn có thể ghim cái tai nghe lên, các bạn hát, các bạn nghe được mình hát những gì hoặc mình nói những gì. Đó. Thì cái dòng này, dòng K Pro nó có thêm cái này. Đây. Còn cái này là để các bạn bắt cái chân nó vô. Mình sẽ bắt cái chân ba chấu vô cho các bạn xem như thế này. Đây, cái chân nó khá là dễ thương nha các bạn. Đây, đó, nó như thế này nè, các bạn bắt vô. Đó, các bạn bắt nó vô. Đó, rồi các bạn mở mấy cái chân này ra. Đó, nó như thế này nè. Thì nó như thế này. Các bạn để trên bàn, các bạn để trên cái bàn các bạn hát. Hả? Thì đối với những cái bạn nào mà ngồi ca hát ở nhà, mấy bạn idol đó hát á, đó thì các bạn sẽ dùng cái chân này. Còn đối với những cái bạn nào mà ngồi mà đứng sân khấu mà hát hay là hát phòng thu á, sẽ dùng cái chân micro giống như mình đang đứng gặp mình nói cho các bạn nghe nè. Đó, thì các bạn sẽ dùng cái chân đó. Thì cái lúc mà nãy mình nói cho các bạn á, có những cái chân đứng á, cái đầu này nè.
của nó nè, nó không có được như thế này, nó sẽ nhỏ hơn. Nên là cái cục đó các bạn sẽ dặn vô đây. Nó mấy bạn dặn cục đó vô đây, các bạn sẽ lắp cái này trực tiếp lên cái chân của đó của nó thì nó mới vừa được. Đó. Thì đối với cái hàng này, nó là micro hát phòng thu mà, nên thành ra là các bạn nó xử lý cho các bạn được 360 độ, nó xử lý đa chiều. Nên khi các bạn hát á, nó sẽ lọc tạp âm, lọc tiếng xe, tiếng gần nhà mình mà, ví dụ mà gần xe nó cổ nó chạy quá nhiều quá, nó sẽ lọc được tạp âm cho các bạn. Đó. Đó, micro này rất là tốt luôn. Các bạn nào có thời gian các bạn cứ ghé showroom của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Hẹn các bạn ở những video sau.